này làm sao bọn trẻ nó chả thích. Ngay trong phố Tạm Thương có hàng ăn vặt, một ngày bán tận 5.000 cái nem chua và hơn 1 tạ khoai tây chiên. Có gì đặc biệt? Hôm nay các bạn cùng Nhật Trách nhá, thử ăn xem nó như nào. Ăn cái nem chua rán này mình thấy khác được trước mình ăn. Đầu tiên là cái nem chua nó không bị có nước bột ở bên ngoài, người ta chiên trực tiếp hoặc không tầm bột. Cái nem chua này rất là ngậy, thơm, ngon. Ở đây có cả cái nem chua sô phô mai này. Úi dồi ôi, cũng kinh đấy, cũng kinh đấy, cũng kinh đấy. Vẫn là nem chua này nhưng mà người ta làm có thêm phô mai trong lạ biến tấu hay. Ở đây mình nhìn thấy thôi, mình thấy luôn là người ta làm tự làm luôn từ khoai tây này. Khoai tây người ta, khoai tây tươi người ta luộc xong người ta tẩm bột chiên. Nhiều các nhà hàng hay các thứ thì người ta hay dùng cái khoai tây Mỹ, nó tiện hơn, nó có thể phần còn rẻ hơn, đỡ mất công hơn, nhưng mà cái độ bùi ngậy thì lại không bao giờ ngon bằng khoai tây tươi. Ở đây người ta bán hai loại, một cái là nắc phô mai là bơ tỏi. Bơ tỏi này làm dạng như đồ Âu ăn rất là ngon, có mùi thơm mùi bơ này, tỏi này. Ngon đến này một ngày thì bán hết bao nhiêu nem chua? Lâu mà đây ngõ bây giờ là lát rất sạch sẽ này, nem chua ngon này. Nếu để nem chua rán quanh từ đây cho đến nhà thờ ấy, thì mình thứ nhất chỗ này. Địa điểm của mình nếu mà để cho điểm khách quan ấy với nem chua nhá, 9 điểm.